Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình tư vấn và đánh giá các dòng sản phẩm laptop mỗi ngày của trang công nghệ TRD. Thưa các bạn, ngày hôm nay mình lại mang đến phân khúc một chiếc máy bình dân do FPT Select phân phối tại thị trường Việt Nam. Đó là chiếc Dell Virtuo 3405. Chiếc máy đã được trang bị chip Ryzen thế hệ thứ 3, đó là 3500U, RAM 4GB, SSD 256GB và màn hình Full HD. Hiện nay đang có giá bán trên thị trường nó khoảng hơn 12 triệu một chút và đây là dòng sản phẩm phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam. Chính vì thế các bạn sẽ được bảo hành đeo tại nhà. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phân khúc hạng trung của chiếc Dell Virtuo 3405 này có ngon lành hay không. Mời quý vị và các bạn đón xem ngay bây giờ. Vâng, thưa các bạn, đây là cái phần cấu hình của máy này. Nó hơi nhỏ một chút thì mình đưa gần nhé. Đây, SD256 này là cấu hình nguyên bản của nhà sản xuất nhé. Nó chạy AMD Radeon này. AMD Radeon Vega 8 này. Đây là con chip của nó là Ryzen 3500U này. Đó. Còn đây là tem của nhà phân phối này. À, con này xin lỗi các bạn là do Petromax. À, nó gọi là PSD, tập đoàn dầu khí phân phối ấy, mọi người ạ. Bên trong nó sẽ có một cái sạc như này, sạc rất là nhỏ, 45W này. Cái máy sử dụng chân kim. Bây giờ thực ra cái sạc này chỉ dành cho các dòng giá rẻ thôi. Chiếc máy này làm vỏ hoàn toàn bằng nhựa. Vâng, thưa mọi người, bằng nhựa hết mọi người ạ. Được cái là thiết kế đời mới, nhìn nó sẽ hiện đại hơn. Tản nhiệt đưa đằng sau như này. Và đây các cổng của nó các bạn thấy là USB, đầu độc thẻ SD. Đằng trước thì cũng không bố trí bất kỳ cổng gì. Ở bên này thì chúng ta sẽ có hai cổng USB và chúng ta thêm một cổng LAN HDMI để kết nối ra màn hình bên ngoài. Cổng phone cùng mic với giao tiếp 3.5. Con này rất tiếc là chưa có cổng USB Type-C các bạn ạ. Dell thì thường là họ sản xuất với chi phí đắt và cao. Thường các dòng máy rẻ nó bớt đi rất là nhiều option. Chân cắm sạc nhé. Bên dưới của máy này, những cái hốc này sẽ hút không khí vào và đẩy khí nóng ra đây. Thiết kế này là thông minh và mình rất là thích. Còn dòng Virtuo từ ngày xưa đến giờ thì nó dành cho doanh nghiệp hạng phổ thông. Đây là hai hốc loa này. Bây giờ thì mình sẽ mở nội tạng bên trong một chiếc máy này, xem khả năng nâng cấp và chất lượng bảo mạch ra sao. Mời quý vị và các bạn đón xem. Mở chiếc máy này ra thì cực kỳ đơn giản. Này các bạn thấy là mở hết những cái ốc này, ốc của nó bằng nhau hết. Các bạn thấy là chất lượng bảo mạch của Dell thì mình nghĩ là không có gì để chê cả. Họ làm rất là cẩn thận và đây chúng ta chỉ có một quạt tản nhiệt thôi. Ngoài phiên bản Vega On như mình đang có đây thì chiếc máy sẽ có phiên bản Vega rời, các bạn thấy này. Nhưng chúng ta sẽ không thể nâng cấp vào mà phải mặc định ngay từ ban đầu nếu các bạn chọn phiên bản có Vega rời. Với hai slot cắm RAM chuẩn RAM DDR4 các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Chúng ta có thể nâng cấp tối đa là 32GB RAM. Và đây thì hãng đã chờ chúng ta để lắp thêm một khe cắm ổ cứng nếu cần thiết. Đây những cái ốc này để lắp ổ cứng này. Ổ cứng 2+inch thì các bạn có thể lắp ổ cứng SD chuẩn 2.5 hoặc có thể là ổ cứng cơ bình thường lắp ở đây để lưu trữ. Còn đây là khe cắm ổ cứng M2 của nó này, LVMe. Chúng ta sẽ có hai cái loa bên cạnh như này. Pin của máy 42W có thể duy trì chúng ta dùng khoảng 6 đến 8 tiếng. Còn đây là cái Wi-Fi. Bây giờ tớ sẽ nắp chiếc máy này xem khả năng chạy thực tế của nó ra sao. Mời quý vị và các bạn đón xem. Con này được cái ở phân khúc giá rẻ và chúng ta có chất lượng ổ cứng khá là cao. Và nó sẽ có viền màn hình mỏng hơn so với các đời trước đó, thiết kế hiện đại hơn. Nhưng cái phần này thiết kế khá là thô này các mọi người này, dày. Bên trên có tích hợp camera sẽ hỗ trợ các bạn quay phim, chụp ảnh với độ phân giải 720p. Và với phân khúc giá rẻ thì Dell rất là bùn xỉn, đã bớt đi chúng ta là lép phím không có. Nhưng được cái là bấm phím thì cảm giác bấm của mình thì vẫn thấy khá ok, độ lẩy khá là tốt. Phím bật nguồn tích hợp trực tiếp trên bàn phím này. Còn đây là tem chính hãng này. Đây là chính sách bảo hành tại nhà của Dell. À, trái phải được cái bấm vẫn rất là sướng, nhưng con chuột có vẻ hơi nhỏ một chút. Ở phân khúc giá rẻ là mọi người sẽ thấy nó thiết kế nó không được sang cho lắm. Virtuo, dòng máy dành cho doanh nghiệp phổ thông. May là chúng ta sẽ có chất lượng ổ cứng khá là tốt. Bluetooth được trang bị trên máy là Bluetooth 5.0. Đây, camera của máy đây.
Ổ cứng Kyocera, cái này là ổ cứng tách ra một thương hiệu của Toshiba của Nhật, 256GB. VGA-ON trên máy nó là AMOLED Grand Prix này các bạn này, nó tương tự như UHD Grand Prix 620. Con này được trang bị Wi-Fi AC của Qualcomm. Đấy, chip này mọi người này. Chip này thì nó tương tự như là con 8265, thế là chip trên Intel. Bộ loại 8 luôn. À, tốc độ ổ cứng rất tốt luôn. Tốc độ ghi gần 2,4 ghi, tốc độ đọc gần 2,4 ghi và tốc độ ghi gần 1 ghi, hơn 1,6 ghi. Như thế này là rất là nhanh nha mọi người ạ. Cũng may được màn full, bởi vì Dell thông thường họ làm máy rất là đắt. Với 12 triệu, hơn 12 triệu, 13 triệu rất khó để chọn được chiếc máy Dell có cái cấu hình tốt. Các bạn thì thấy là cái tác vụ về đồ họa của chiếc máy thì không được tốt cho lắm, bởi vì chiếc máy này trang bị mặc dù là AMOLED khá là khỏe, nhưng đây là thế hệ chip U. Nó cũng kiểu tương tự như chip i5 tiết kiệm điện trên các dòng Intel. Còn chế độ 2D thì nó lại cực kỳ là ngon, với mức FPS là trên trên 500 luôn. Và tản nhiệt của máy thì cực kỳ êm. Với cái tầm tiền này, nói thẳng với các bạn là chúng ta cũng không quá nhiều sự lựa chọn để được cái thương hiệu Dell của Mỹ, thì chất lượng về gia công rồi mọi thứ, chính sách bảo hành của hãng thì nó ok. Chính thế giá bao giờ cũng đắt hơn các dòng máy khác. Nhiệt độ các bạn thấy ở chế độ 3D nó khoảng 70 độ C. Và nói luôn đó các bạn, là chiếc máy này không thể làm cái tác vụ 3D và không thể chơi những tựa game nặng được, bởi vì máy trang bị như này là cấu hình ở mức là dùng văn phòng. Nhiệt độ hoạt động của nó khoảng 70 độ C nếu mà các tác vụ về đồ họa. Còn cái tỷ lệ bao phủ màu trên màn hình thì mình nghĩ là nó cũng gọi là đủ dùng thôi. Đây, tỷ lệ bao phủ màu nó cũng rất là thấp, nó chỉ có 53% sRGB và 34% Adobe RGB. Cái hệ sao số màu trên màn hình này rất nhiều. Còn thưa các bạn thì độ sáng màn hình thì nó chỉ có 220 nit thôi mọi người ạ. 220 nit, đây là độ sáng gọi là thấp nhất trên một chiếc laptop hiện nay. Còn thông thường những chiếc máy cao cấp bây giờ ít nhất cũng phải là 400 nit. 220 nit đủ các bạn dùng thôi. Vâng, thưa các bạn, mặc dù máy được trang bị màn hình IPS nhưng tỷ lệ bao phủ màu thấp và độ sáng thấp nên nó sẽ không được đẹp cho lắm. Nhưng việc các bạn xem phim giải trí trên cái loa này thì là hay rồi, ngon rồi. Góc nhìn của màn hình IPS thì rộng hơn này, 178 độ. Các bạn vẫn có thể nhìn thấy trên màn hình. Ok, ở bạn khi gập này các bạn vẫn có thể nhìn được và nó không bị lóa đi. Nhưng với việc là chiếc máy có tỷ lệ bao phủ màu thấp thì cái hệ số sai màu trên chiếc máy này nó khá cao. Chính vì thế nếu các bạn làm công việc về design cần màu sắc màn hình chuẩn chỉnh thì chiếc màn hình này chưa đáp ứng được mọi người nhé. Vâng, thưa các bạn, thì tớ đang test bằng phần mềm là các bạn thấy là CPM 15R. Điểm số của nó lên đến 578 CB. Có nghĩa là mạnh hơn cả mấy em i5 đời thế hệ thứ 10 của Intel luôn. À, các bạn thấy bộ lõi 8 luồng này. Còn với em Vega này thì cũng thưa các bạn là nó chỉ dùng các tác vụ văn phòng đơn giản thôi. Và xử lý các thuật toán video 4K siêu LED như vừa rồi mà nó không bị giật. Đây, nó chỉ tương tự như UHD Grand Prix 620, không thể làm đồ họa nặng hay chơi những tựa game chuyên nghiệp được. Những tựa game nhẹ và xử lý hình ảnh 4K thì thoải mái. Còn nhiệt độ của chiếc máy các bạn thấy là cái máy này chạy với cái quạt bên trong máy thấy khá êm ái, khá êm. Nhiệt độ tản nhiệt không quá nóng. CPU hoạt động các tác vụ về đồ họa ở mức khoảng trên 70 độ C một chút. Quạt chạy chỉ hơi do do một tí thôi, nghe như này là rất êm rồi. Bây giờ những chiếc máy giá rẻ bây giờ đều được tích hợp SD nên mọi thứ khởi động các ứng dụng nó rất là nhanh. Ngày xưa những chiếc máy giá rẻ đều được trang bị ổ cứng cơ rất chậm, rất bực khi bắt đầu cài Windows 10. SD bây giờ thì nó giải quyết hết rồi. Cái này mình thấy chất lượng ổ cứng SD khá ổn. Đây các bạn thấy FPS rất thấp này, chỉ 34,26 thôi. Đủ dùng thôi. Vâng, thưa các bạn, thì tớ đang test tựa game Liên Minh Huyền Thoại trên chiếc máy được trang bị CPU Ryzen 3500U. Với cấu hình của chiếc máy này thì chơi thoải mái. Em mở loa to hết cỡ lên. Mở to hết cỡ lên chơi sướng. Các bạn chơi game cứ mở to hết cỡ cái loa chơi cho sướng. Khi chơi game thì nhiệt độ nó khoảng dưới 70 độ C. Các bạn thấy là CPU hoạt động thì nó nhảy lung tung từ 38-40%. FPS chúng ta ổn định ở mức là trên 50. Chất lượng âm thanh của chiếc máy này thì đánh giá gọi là dùng được thôi. Chất lượng màn hình Full HD IPS thì cũng được.
nó chỉ đủ khả năng chơi những tựa game như này thôi. PUBG Mobile này, CSGO này. Với mức tản nhiệt như này thì mình nghĩ là khá ổn để các bạn chơi những tựa game tầm trung. Còn những loại game web game thì các bạn chơi thoải mái. Vâng, thưa các bạn, là sau khi mình trải nghiệm chiếc DevOcho 3405, đơn giản thì đây là một chiếc máy giá rẻ dành cho các bạn làm các công việc văn phòng, kế toán, kinh doanh hoặc là học công nghệ thông tin. Và những cái tác vụ về đồ họa cơ bản, chiếc máy chúng ta hoàn toàn tốt với đồ họa 2D. Chúng ta có thể sử dụng các phần mềm như Photoshop, AutoCAD đều sử dụng trên chiếc máy ok. Chất lượng của màn hình thì gọi là tạm chấp nhận được, ở mức gọi là trên trung bình. Chất lượng âm thanh dùng được. Nhược điểm của máy đó là vỏ bằng nhựa thì có vẻ như là hơi ọp ẹp một chút và lép phím không có, và kèm theo cổng USB Type-C không có. Tóm lại, Dell thì bao giờ bán cái phân khúc giá đắt hơn so với các thương hiệu khác khoảng vài củ. Nếu như chúng ta mua một chiếc Acer như này, chúng ta đã có một em CPU khỏe như là i5 thế hệ thứ 10 và thậm chí thêm một tí tiền là chúng ta có thể sở hữu một phiên bản i5 thế hệ 11 nếu như là mua của Acer hay các hãng máy rẻ hơn. Asus hiện nay thì họ cũng cạnh tranh với rất là nhiều phân khúc giá rẻ. Nhưng Dell là một thương hiệu của Mỹ, chất lượng sản phẩm, chất lượng bảo hành và thương hiệu của sản phẩm thì bao giờ chúng ta vẫn phải bỏ ra một cái giá bán đắt hơn so với những cái thương hiệu khác trên thị trường. Với chính sách bảo hành 1 năm tại nhà thì mình nghĩ đây là một dòng sản phẩm hoàn toàn tốt để các bạn có thể sử dụng các công việc như vừa rồi mình đã nói. Vâng, thưa các bạn, là chương trình trên tay và trải nghiệm chiếc Dell Vocho 3405 giá rẻ của Dell của mình xin đây là khép lại. Có những dòng sản phẩm mới thì mình mang đây mổ xẻ và tư vấn về chất lượng cho mọi người như này. Hy vọng mọi người ủng hộ kênh của Lương bằng cách là đăng ký kênh và nhớ là bấm cái chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những dòng sản phẩm laptop mới nhất tại shop công nghệ TLD. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.